có cái phần tiếp theo là trải nghiệm là hiểu ý. Và bạn hãy nhìn sang bên trái của bạn, sẽ thấy ở đâu có hai cái con vị. Có hai cái này này. Sẽ có hai tấm bảng ở bên phải của bạn. Bạn nhìn qua sẽ thấy ngay. À, rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Và bạn sẽ thấy thêm cả hai cái lau và hai cái bút nữa. Mỗi đội sẽ có một phong bì, trong đó có rất là nhiều câu hỏi. Và đội nào đọc câu hỏi để hai vợ chồng bên kia trả lời bằng cách đau lưng vào nhau và viết lên bảng câu trả lời của mình, xem có trùng khớp ý không. Ai sẽ là người khui phong bì trước nè. Mình quán tù xì đi, thí dụ mà okay. Ai thua thì là được đặt câu hỏi cho đội kia phải trả lời. Rồi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mình bị trả lời trước, Ai mà trả lời ít câu hỏi trùng khớp với nhau nhất thì đội đó sẽ thua. Mà thua thì làm sao? Thua là thua phải mời cái đội còn lại ăn một chầu mì tôm. Ok, rồi anh mở ra này. Câu 1, ngày đầu tiên vợ chồng gặp nhau là ngày nào? Trời ơi, cái đó dễ hiểu lầm lắm á. Tại vì hả, người ta đã quen nhau mười mấy năm trước. Vậy thì hai bạn phải hiểu nhau. Để đôi rồi. Này chỉ có tung hỏa mù thôi. 1, 2, 3, kết quả. Ngày 1 tháng 11. Quá dữ. Đây là cái ngày mà đi định mệnh là đi quay mà bị bể đó. Xong rồi hai đứa đi chơi luôn. Đó, đây là hiểu ý nhau rồi đấy. Ừ, cái nắm tay lần thứ hai, tiếng sét đánh ngang tay. Vợ và chồng ai là người ghen nhiều hơn? Vợ đoán nào là ai? Chắc là chồng. Từ nãy giờ thấy ông xã nhà này thể hiện nhiều tình cảm chồng, lắm. Chồng yêu vợ nhiều hơn. 2, 3. Oh. Hai câu chung mình bán nhầm ha. Em ở nhà em rất là sợ khi mà anh Bình anh đi quay á, anh vô tình anh nắm tay là thế nào con gái người ta cũng yêu ngay. Tại vì đối với em cảm thấy cái bàn tay của anh nó kinh khủng lắm, lúc nào nó cũng có điện. Bình nhá, có phải mỗi lần mà em nắm tay một cô gái là em mang theo một cái kiểu cái bộ cắm em chỉ là nó. Rồi. Câu thứ ba, khi tật xấu nào của chồng mà vợ không thích nhất? Xin mời các bạn cho tôi xem kết quả. Trời ơi, tôi sai rồi. Không có biết gì hết trơn hết trọi. Không có biết gì hết trơn hết trọi à. Sai rồi. Đừng những lời nói nặng. Nói xong rồi quên là sao? Hay quên lắm, nói xong rồi hay quên lắm. Có nghe rõ câu hỏi không vậy? Đây là tật xấu nào của chồng mà vợ không thích nhất? Thì đó cũng là tật xấu. Không phải. Câu hỏi hồi nãy khác mà. Không. Đúng rồi mà. Tật xấu nào của chồng nghe lộn lúc rồi. Thường trong cái quá trình gây lộn thì những tật xấu nào của ông chồng là khiến cho người vợ không thích nhất. Nhưng mà được à, dùng lời nói nặng nề nhưng mà nói xong lại quên. Hợp ba. Vậy là có được tính không? Không. Tính sao mà tôi tính. Đừng có chen ngang vô để nguyên văn nguyên câu nó rõ nè. Tập trung nha. Hãy cho biết cân nặng của chồng Hiện tại. Cái này nó sẽ nói lên được một điều, đó là đây là một người vợ cực kỳ vô tâm. Hết giờ, xin mời. Em sao 9 và sao 8 á? Sao? Tại vì khi nó lúc ăn với lại chưa ăn đó. Đúng rồi, cho nên cái này là vẫn được tính nha mọi người. Ban tổ chức. Không, tính hay không là do đôi này chứ. Tại vì lúc ăn chưa ăn, sáng ngủ dậy và tối ăn no. Không có bào chữa, sai là sai à. Lần đầu tiên hai vợ chồng hôn nhau là ở đâu? À, cái này phải nhớ chứ, chẳng lẽ lại quên. Câu này chắc chắn là phải nhớ chứ nhỉ? Tôi thì nhớ rất rõ. Rồi. Không. Rồi, xin mời. Yeah. Ở nhà ai? Nhà vợ. Tại vì lúc đó chủ yếu chỉ sinh hoạt nhà bên này thôi. Nụ hôn lén lút. Nụ hôn không hề lén lút, tại vì ở riêng, em ở riêng. Hôn lịch táo bạo luôn á. Thôi rồi, chấp nhận. Lý do vợ chồng giận nhau lần gần đây nhất là gì? Quá ấn tượng luôn, thấy không? Chẳng lẽ trên chuyến xe? Được, chấp nhận. Ủa nhưng mà tại sao lại giận nhau vì cho con ăn? Khi mà cho Louis ăn bữa đó nó nhõng nhẽo quá, cái nó tự nó móc nó ói. Cái anh Bình hơi nặng tay với nó, cứ làm cho nó ói nhiều hơn. Và lúc đó em ở trên em chạy xuống thì em có cảm giác là nó bị hoảng sợ á. Cái em giận quá, em la quá trời. Không, anh nghĩ là cái chuyện đó là vợ chồng nào cũng sẽ phải gặp phải. Dạ. Bởi vì là
em bé mà trong cái giai đoạn từ lúc 0 tuổi cho đến tầm 3 tuổi là rất là vất vả. Và anh nghĩ là giận nhau là mình nên cho qua. Thế bây giờ sau khi mà giận nhau xong thì làm gì để hết giận này? Sau tất cả những cái lần cãi nhau thì chung quy lại thì cả hai đều nhận ra rằng là cả hai đều muốn tốt cho con thôi. Mà có thể là mỗi người một cái cách. Cho nên là bắt đầu là tụi em mỗi người tiết chế lại một chút. Mỗi người nghe người kia một chút. Rồi bây giờ bắt đầu tới lúc thử thách này. Vợ chồng mình tự tin lên. Mình có sao mình làm vậy. Thôi hiểu được đến đâu thì hiểu nha chồng. Vợ không kỳ vọng nhiều đâu. Tật xấu nào của chồng mà vợ không thích nhất? Vợ cực kỳ khó chịu luôn ấy nha. Kỳ đấy lại rồi. Này cũng mới nhắc rồi. Đúng rồi. Rồi, rồi đúng rồi. Kết quả. Kết quả lề mề giảm chạp. Nó vẫn bảo lên mày chậm chạp mà. Hồi nãy mở trên xe người ta mới nói xong là cái tật xấu đầu tiên đó là hay quên. Trời ơi. Này không phải đâu. Giải thích sơ sơ nào. Đây anh giải thích này. Hay quên thì là bẩm sinh rồi. Bẩm sinh rồi. Anh luôn luôn bị vợ anh nói. Chớ sao trông lên trông chậm chạp quá. Thì tại vì hay quên cho nên lời mề chậm chạp đó. Rồi anh mà bị vợ anh mắng cái này bao lần anh phải ôm mặt vào trong. Giá giá mà hỏi là hai tật xấu. Khóc lóc rồi á. Vợ và chồng ai là người ghen nhiều hơn? Câu này thì hầu như ai cũng vậy. Đúng rồi. Đây là bí mật mà không ai biết được. Tức là chị có một giấc mơ từ lúc quen anh. Từ 2005 đến bây giờ là 2018 là 13 năm. Luôn luôn có một giấc mơ. Tức là mơ anh đi ngoại tình. Mơ anh đi ngoại tình. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Sao sợ cái gì ấy là mình sẽ hay bị mơ về điều đấy mà tôi chỉ mơ là suốt ngày mất chồng thôi. Mà lần nào mà dậy á là mà nhìn thấy mặt thất thần không quay mà ra nhìn chồng mà ánh mắt chồng, hình viên đạn thì mình thoát tim mình ở ô tại sao ấy vợ lại mơ chồng đi ngoại tình nhở. Nhưng mà có bao giờ anh say nắng ai chưa? Anh hay có cái tính cũng giống như là Ngọc Lan sợ anh Kinh Bình ấy, là mình hay nice với cả những cái người rồi. Phụ nữ khác mà trong khi bây giờ mình đã có vợ có con rồi thì đôi khi cư xử mình phải chừng mực hơn. Thì nhiều khi anh không để ý, anh vẫn cứ hồn nhiên như thế là mình không, cảm thấy mình không sĩ, hài lòng. Mình là nghệ sĩ của công chúng và mình đi ra ngoài thì rất là nhiều người hi chào anh Khôi, mình hi nice. Tại vì đây cũng không phải là do mình diễn xuất mà anh nghĩ là do một cái thói quen nghề nghiệp, hay là thực ra là mọi người cũng nhìn thấy anh dễ thương mà, đúng không? Nhưng vấn đề là chúng ta phải biết cái giới hạn của điều đó. Đúng rồi. Để làm sao mà hai vợ chồng cảm thấy thoải mái với nhau và không có bị bức xúc. Hãy cho biết cân nặng của vợ. Sai nè. Ừ. Quá chính xác luôn nè. Hai vợ chồng này sáng nào cũng cân anh ơi. Ngày nào cũng bước lên luôn mà chính xác luôn nha. 47kg, 47,6kg. Đây là tố cáo, còn đây là trong mơ là cái này. Tại vì mình không thể nói phẩy được, đúng không? Chính xác. Yeah. Yes. Câu này mà trả lời không được là bị trừ 2 điểm. Món quà đầu tiên vợ tặng chồng là gì? Ồ, chồng tặng vợ là chồng nhớ này. Ờ, còn vợ tặng chồng là sao vợ nhớ được nhỉ? Đàn ông chúng ta rất là thiệt thòi. Anh là giống em nhá. Đó, đàn hỏi đi. Chúng ta cực kỳ thật. Món quà đầu tiên anh tặng cho vợ là điện thoại. Em mà nói thì cô này cô nhớ ngay là anh tặng mình cái gì. Mà giờ ngược lại thì lại không nhớ. Hết giờ. Chồng có nhớ không? Còn vợ thì rất là nhớ. Khăn len hoàng cổ, thấy chưa? Sai vị trí rồi. Nhưng mà chúng tôi đồng cảm với nhau vì cùng suy nghĩ tại một thời điểm và tại một hoàn cảnh. Tại vì hồi mà bọn anh mới quen nhau. Đúng không? Quen nhau vào mùa đông. Và mùa đông lại chảy hết nước mũi luôn. Tôi nhìn em đỏ mặt, em không nói khiến cho lòng tôi bồi hồi. Thế xong là đi đường lạnh quá mới mua cho anh Khôi. Vậy là mua nhiều lắm luôn, mua nguyên một cơm lê luôn. Nhớ không đúng lắm. Nhưng mà là sai là vẫn sai à. Hãy cho biết hai sở trường của chồng. Hai sở trường của chồng. Rồi, quá dễ luôn. Ca hát, làm bếp. Hãy cho biết hai sở đoản của vợ. Sở đoản.
Làm sao mà có thể tìm được sở đoản ở một con người hoàn hảo như thế này chứ nhỉ? Những ông chồng sẽ không bao giờ nói ra, nhưng mà một khi đã nói thì chỉ có ngay chốc. Anh đang động não này. Không, cái này chắc chắn là vợ sẽ không nghĩ ra được đâu, nhưng mà dưới con mắt của chồng, chồng cũng muốn viết vào đây để vợ sẽ thay đổi cái sở đoản đó. Về gây lộn luôn á. Về gây lộn luôn á. Anh mà tại sao anh lại nói những cái chuyện đó của em ra? Bấy lâu nay là anh nghĩ em là như vậy đó hả? Thì tại sao anh nghĩ là anh không nói mà anh để bên nói trước mặt bàn vô thiên hạ à, vậy? Chuyện vợ chồng tại sao không đóng cửa lại dạy bảo nhau? Đây chưa? Anh em. Tôi thấy là tôi ngoài ảo quá. Tại sao có thể thao? Là bởi vì là vợ anh á, từ ngày anh yêu đến giờ là anh chưa thấy cô ấy tập thể thao một ngày nào luôn. Cô này là có thù với lại tất cả các nơi tập thể dục. Nhưng em biết sao không? Thực ra là anh muốn vợ anh thay đổi là bởi vì á, thứ nhất là mình có em bé rồi, sức khỏe mình càng ngày càng đi xuống, mà mình nên tập thể thao để làm gì? Để mình da mình đẹp hơn. Anh vẫn nói anh phải mang dụ là vợ xinh hơn, người đẹp hơn, sức khỏe tốt hơn, đúng không? Thì mới sống lâu cùng với chồng được hơn. Rồi, vợ phải thừa nhận vợ rất lười môn đấy. Và thứ hai là ngủ sớm. Trời ơi, em biết sao không? Sở đoản của mình là một mình ngủ giờ, rất là 12 trễ. 1 giờ, 12 giờ. Tại vì... ngủ rất là trễ. Một con người tham lam, mình muốn là dành hết thời gian cho công việc, cho gia đình. Xong là bận trẻ con nó ngủ xong hết rồi, mình mới làm những cái việc cá nhân của không mình. Không mà lôi ra làm việc. Nên thường là không ngủ sớm được. Nhưng mà thôi, vợ hứa, vợ sẽ thay đổi. Kế hoạch tiếp theo là chúng ta sẽ di chuyển từ Cocobit tới Mũi Né.